Phong ca, huynh cứ như vậy sao có thể yên tâm học tập được? Ta cũng hiểu, nhưng ta không thể khống chế được bản thân. Cảm giác giống như là mất hồn vậy. Huynh còn tiếp tục như vậy, ta mặc kệ huynh đó. Ta cố gắng kiềm chế bản thân. Huynh không phải là cố gắng khắc chế, huynh buộc phải khắc chế. Nếu như biểu hiện của Phong ca tốt, ta sẽ thưởng cho huynh. Được, ta đồng ý. Ta đột nhiên không buồn ngủ rồi. Ta nhân cơ hội này đi đọc sách. Hình như ta cũng không buồn ngủ. Ta cũng đi đọc sách. Được. Ngủ không được, không ngủ cũng không được. Làm sao đây? Ta có cách đó. Sao huynh hạ lưu thế? Đồ của đệ có lá cây, ta muốn giúp lấy xuống. Ta có thể nói là hạ lưu chứ. Nằm ngủ đi. Làm gì đó? Ngủ như vậy đi. Không được, bí lắm. Hay là ngủ xa xa chút. iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.